Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi số mệnh thì giờ sinh là một yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến vận mệnh của mỗi người. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc về già, có thể đứa bé đó sinh vào ngày tháng năm không tốt nhưng lại sinh vào đúng thời điểm khắc hoàng kim thì vẫn sẽ gặp nhiều may mắn. Chẳng thế mà có trường hợp hai người sinh cùng ngày tháng năm nhưng lại sinh khác giờ mà lại có số phận khác nhau, một trời một vực. Theo các chuyên gia tử vi học, có thời điểm sinh có ảnh hưởng trực tiếp tới mọi biến cố của mỗi con người. Biết được điều này sẽ giúp chúng ta phát huy được thế mạnh và giảm thiểu các bất lợi trong cuộc sống, từ đó nâng cao vận mệnh và nắm bắt được tài lộc trong tương lai. Và đặc biệt là những ai sinh vào một trong năm giờ hoàng đạo này thì hãy chuẩn bị ăn mừng đi nhé! Một giờ Tý, 23 giờ đến 00 giờ 59. Đây là mẫu người linh hoạt, lạc quan, có sức quyến rũ tự nhiên. Những người sinh vào giờ này thường tiềm ẩn tính chất đào hoa, trời sinh có sức hấp dẫn người khác. Họ là những người có tính cảnh giác cao, khả năng phán đoán nhạy cảm. Bởi vậy nên họ rất hay bị căng thẳng, cho nên cho dù là sự nghiệp hay tình cảm của họ đều rất bay bổng và bốc đồng. Về phương diện tình cảm, bản thân với họ rất khó khống chế, biểu hiện bên ngoài mới trông họ sẽ giống một người lạc quan, nhưng bên trong thì bất ổn, thậm chí có phần là bi quan. Họ rất thân thiện, nhiệt tình với bạn bè, nhưng họ không thể chấp nhận bạn nếu mắc lỗi với họ. Đây là mẫu người mà một khi bạn phản bội người này thì tốt nhất là kiếm cái gì để thù thân, chờ đợi người họ đáp trả lại bạn. Ngoài ra, bọn họ đều rất thích tích trữ đồ đạc, có thói quen phòng ngừa chu đáo, thường là điều rất tiết kiệm, cũng thích sưu tập một số cổ vật quý giá và độc đáo. 2 giờ Sửu, 1 giờ đến 2 giờ 59. Đây là mẫu người rất ngang cố và không nghe ai hết. Sinh ra trong thời gian này, con người thường có tính ngoan ngoãn, họ là người có tính khí đặc biệt trầm mặc ít nói, tuy nhiên họ lại là người thường có tính vô cùng nhẫn nại và nghị lực. Họ có thể chịu được khổ nhọc, không đạt mục đích tuyệt đối, không bỏ qua. Những tính cách đặc biệt này phản ứng ra mặt trái sẽ là thể hiện ra khuynh hướng cố chấp bảo thủ, không muốn thay đổi, hơn nữa chỉ muốn chuyên quyền độc đoán. Họ thường sẽ tự kiềm chế cảm xúc của mình, mặc dù khả năng chịu áp lực của họ rất khá, nhưng một khi tính bướng bỉnh nổi lên sẽ khiến cho người khác không thể chịu được. Họ đối với tình cảm cố chấp, yêu ai thì khó đổi lòng, kể cả khi họ không yêu mình. Họ không bay bướm hoa lá, thiếu tính lãng mạn. Hơn nữa họ còn là người vô cùng bảo thủ, thường thường phải tiếc nuối cảnh người yêu đi lấy chồng hoặc yêu đơn phương. 3 là giờ Dần, 3 giờ đến 4 giờ 59. Đây là mẫu người có khả năng lãnh đạo, người sinh ra giờ này có tính cách mạnh mẽ, khí thế bừng bừng. Họ là người có tham vọng, không ngại va chạm, thích chỉ đạo người khác. Họ là người thích đối mặt với thử thách, không thích phục tùng người khác, có chút tự kiêu và độc tài, có khả năng lãnh đạo. Họ bí hiểm, rất độc lập và tính tự chủ cao. Khi còn trẻ thì thể hiện ra con người có bản sự, mặc dù không coi trọng tiền tài nhưng họ thường rất khá giả. Trong tình cảm yêu đương, họ là người có tình cảm phong phú nhưng tương đối ngang ngược, yêu thì oanh oanh liệt liệt nhưng kết thúc rất ảm đạm thê lương. 4 giờ Mão, 5 giờ đến 6 giờ 59. Đây là mẫu người thường ứng xử rất khéo, có phẩm chất cao quý. Đừng để cách nói chuyện ôm nhu lừa gạt bạn. Kỳ thực, họ đối với bất kể việc nào thì trong lòng đã sớm có chủ tính, nhận định và chủ kiến. Ai cũng không cải biến được, trong lòng và thể hiện bề ngoài là khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, bản tính của họ rất lương thiện, ôn hòa, nhu mì, khéo léo, hiểu lòng người. Họ coi trọng bạn bè nhưng sống kín đáo. Họ là những người ứng xử rất khéo, bản tính không thích vướng vào những tranh đấu vô ích, cũng không thích đề xuất những cao kiến. Trong công việc, họ rất cẩn thận, dè dặt nên rất khó nổi danh. Họ là người có tính yêu nhã, lại khiến bọn họ rất có sức thu hút, có lực hấp dẫn thần bí. Trên thực tế, họ rất để ý đến hình tượng của chính mình. Hơn nữa, coi trọng sinh hoạt tình thú, chú ý ăn mặc, phẩm vị, lại thêm ăn nói hài hòa, nên rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác phái. 5 giờ Thìn, 7 giờ đến 8 giờ 59. Người sinh vào giờ này rất thông minh nên được người khác ngưỡng mộ, đầu óc linh hoạt, đa dạng, hơn nữa đa tài, đa nghệ, chỉ cần nghe người khác nói là hiểu. Nhưng người này lại rất thích khoe khoang hay ra lệnh cho người khác, thích can dự vào công việc của người khác. Cảm xúc bất định càng khiến người khác phải đau đầu. Họ tâm hiếu thắng rất lớn, yêu cầu bản thân mình rất cao, họ giỏi giang, khôn khéo, giải quyết vấn đề rất tốt, nên sự nghiệp của họ có thể mau chóng trở nên nổi trội.
Họ rất may mắn trong tình yêu, thường xuyên có người hâm mộ quấn quýt xung quanh. Chính bởi vì thế, những người này rất ít yêu khi thật lòng, nên cũng hiếm khi phải chịu trái đắng trong tình yêu. 6 là giờ Tỵ, 9 giờ đến 10 giờ 59. Đây là mẫu người ăn nói hài hước, có mối quan hệ rộng rãi. Người sinh giờ này rất thông minh, khôi hài lại hiền hòa. Trong các mối quan hệ xã hội, họ thường rất suôn sẻ. Họ còn là người rất tốt, rất ít nổi giận, nói năng khéo léo. Họ là người có phong cách rất ấn tượng, tạo ra cho họ một sức hấp dẫn. Khi nói chuyện tiếp xúc với họ, đều có thể cảm thấy sự dễ chịu. Người này có khả năng thấu hiểu người khác, có trực giác tốt, phán đoán chuẩn xác. Đường tiền tài của họ cũng rất suôn sẻ và may mắn. Trong tình yêu, họ hay đố kỵ, muốn chiếm hữu, luôn kiểm soát chặt chẽ người tình như một phương diện khác, nhưng họ lại không phải là người trung tình. 7 giờ Ngọ, 11 giờ đến 12 giờ 59. Người có vẻ ngoài đáng yêu, thanh tú, có sức hấp dẫn đối với người khác. Họ chẳng những có tính cách niềm nở, phóng khoáng, có tài ăn nói như hoa trôi nước chảy, họ lại còn vô cùng thông minh, cũng lanh lợi. Trong các loại lĩnh vực hí kịch, âm nhạc hoặc là vận động, có thể phát huy được sở trường, ở họ toát ra một sức hút mạnh mẽ với mọi người. Ưu điểm của họ là rất rộng rãi, hiếu khách, tự tin, bất khuất, cá tính kiên cường. Khuyết điểm của họ là khăng khăng giữ lấy ý mình, thà là ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Họ có tính cách mạnh mẽ quá, đôi khi thành quyết liệt. Trong tình yêu, họ rất trung tình nhưng lại luôn muốn người khác quan tâm đến mình. Họ thích người khác thần tượng, sùng bái mình, thích được tâng bốc, nhìn bên ngoài có vẻ hoa lá nhưng lại rất chăm lo cho gia đình. Giờ sinh trong tử vi. 8 là giờ Mùi, 13 giờ đến 14 giờ 59. Người có tính cách trẻ con lại dễ bị những điều thần bí hấp dẫn. Những người sinh ra vào giờ này có tố chất của nghệ thuật gia. Họ là người yêu thích thiên nhiên, cá tính chất phác, nho nhã, có lòng nhiệt tình và cảm thông. Họ nhìn có vẻ qua loa, dễ dãi nhưng kỳ thực hắn rất là chủ kiến. Họ có trí tưởng tượng phong phú, rất đam mê khoa học huyền bí, rất tin vào thần linh. Trong phương diện tình cảm, họ hơi trẻ con, yếu đuối hay hờn dỗi, rất thầm kín, ít khi biểu lộ tình yêu của mình ra bên ngoài. Họ thích được quan tâm, mặc dù khả năng thích ứng với hoàn cảnh cũng khá, thế nhưng nếu họ liên tục ở trong hoàn cảnh khó khăn, phải chịu khó khăn, phải chịu nhọc, bọn họ sẽ trở nên bực tức hay phàn nàn. 9 là giờ Thân, 15 giờ đến 16 giờ 59. Người rất giỏi về lĩnh vực xã hội, người sinh trong giờ này là con người rất nhanh nhẹn và hài hước. Họ là những bậc thầy về ngoại giao, nhưng ở họ luôn tồn tại hai con người. Một con người luôn tỏ ra hòa ái, dễ gần và một con người khác lại rất đa nghi, thậm chí còn có một chút giảo hoạt. Họ còn là người có tinh tò mò, có mới nới cũ, phản ứng nhạy cảm nhưng lại rất có mưu lược. Trong giao tiếp, họ ứng đối rất thông minh nên khiến người khác yêu thích. Họ là người không thích những sự cứng ngắc, gò bó, bởi vậy không thích hợp với những việc mang tính chất nặng nề, khô khan. 10 là giờ Dậu, 17 giờ đến 18 giờ 59. Người phóng khoáng lạc quan, họ rất nhanh nhẹn, linh động nhưng tính tình thất thường, không ổn định, hơi một tí là tức giận. Họ là người ăn nói sắc bén và thẳng thắn, họ là người không quá coi trọng cảm nhận của người khác, rất dễ làm tổn thương người khác. Tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, khuyết điểm là thường tự cho mình đúng, bởi vì những người sinh ra vào giờ này sở hữu tố chất đào hoa, rất xem trọng bề ngoài của mình. Họ có khả năng đặc biệt về tạo hình, phối màu, rất có con mắt thẩm mỹ. Trong tình yêu họ rất lãng mạn nhưng lại hay ghen, họ luôn muốn kiểm soát người yêu nên thường làm cho cả hai cùng mệt mỏi, vì vậy tình yêu của họ hay gặp trục trặc. Giờ sinh trong tử vi, giờ sinh trong tử vi sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người. 11 giờ Tuất, 19 giờ đến 20 giờ 59. Người luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, trong công việc họ là người rất chắc chắn và ổn định, nhưng trong nội tâm họ luôn chứa cảm giác bất an, khiến cho họ có tính cảnh giác cao. Vì vậy trong mắt người ngoài, họ là người khá lạnh lùng, nhưng chỉ cần lấy được lòng tin của họ thì họ sẽ vô cùng thân mật với bạn. Họ là người có tính trách nhiệm cao, là người bạn trung trực, đáng tin cậy. Khi tin tưởng giao trách nhiệm cho họ, chắc chắn họ sẽ hết lòng thực hiện. Họ rất ít khi biểu lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài, không giỏi trong giao tiếp xã hội. Đối với ý trung nhân, nội tâm họ dù tràn ngập ý nghĩ yêu thương, bên ngoài cũng để ra bộ dạng không có gì. Họ rất sợ kiểu theo đuổi như hình với bóng, làm gì thì phương châm của họ cũng là phải giữ khoảng cách. 12 giờ Hợi, 21 giờ đến 22 giờ 59.
Đặc trưng là người đa tình, có đầu óc kiếm tiền, mặc dù họ có vẻ chậm chạp nhưng kỳ thực họ rất thông minh, họ có học vấn uyên thâm, cá tính trung thực, lương thiện, bản tính ôn hòa. Tuy nhiên họ lại là người hơi mềm lòng, rất thật thà, bởi vậy họ có khuynh hướng sẽ bị người khác lừa dối. Với khả năng giao tiếp, tu dưỡng tốt, rất có tư duy kiếm tiền nên tài vận của họ rất tốt. Họ rất tình cảm, đa tình nhưng có thể tự kiềm chế cảm xúc của bản thân. Khi chưa biết đối phương nghĩ gì thì rất ít khi thổ lộ tâm lý của mình để tránh mình bị tổn thương. Họ luôn đặt người yêu và gia đình ở vị trí số 1. Họ luôn có quan niệm sẽ dốc hết tâm sức mà giữ gìn cho những gì mình có. Tuy nhiên trên đây chỉ là các yếu tố mang tính tổng quan. Nếu muốn biết chi tiết một là về vận mệnh của mỗi người thì ngoài yếu tố giờ sinh trong tử vi, nó bao gồm các yếu tố khác nữa như ngày, tháng, năm sinh. Tuy nhiên giờ sinh trong tử vi chính là yếu tố quan trọng nhất trong 4 yếu tố kia. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất của kênh. Đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.